Hello, chào mừng các trở lại với trận đấu Vô Tùng và đến với một giai đường trên của Sao Trương Mừng ngày hôm nay sẽ là một con kêu ở rank thách đấu anh em nha kêu đối đầu cùng với Wick và cùng xem Sao chào Mừng sẽ xử lý kêu này như thế nào nào Let's go. Ok ngày hôm nay Sao Trương Mừng sẽ quẩy rank uh, thách đấu anh em nha đánh cả cao thách đấu. Lobby thì có khá, là nhiều cao thủ và một đại cao thủ hay Karim. đánh bằng kêu tốc biến và thiêu đốt trong khi đó Guic đánh bằng dịch chuyển và tốc hành. Cả hai đều đánh bằng nhiều độ chết người anh em nhé. Mà Guic khu đứng trên thì là một con tướng có khả năng uh, cưa hút máu rất là khó chịu. Thì để xem xem là một chất tướng như là kêu thì sao có kiểm soát được kiểu này hay không? Có khó khăn gì hay không? Hay là có solo được hay không với phép một trận thiêu đốt? Khởi đầu đến từ sao là một cái kiếm đo và một bình máu không được xem chi tiết ngọc của kêu cho tay cho nhưng mà chắc là nhịp độ đắc thắng huyền thoại tốc đánh cùng với chú trọng cuối cùng thôi giờ không biết bảng phụ thì cho lấy cái gì vì là đánh ở đánh thách đấu này là cho cũng che minimap và không show ban pick luôn không show ban pick và không sâu ngọc nhưng mà thấy có một đại cao thủ Hecarim trong khu vực rừng là cũng tin tín rồi đó nhưng mà rừng phía bên kia là một cái Elise anh em ạ rồi hơi căng rồi à đánh kêu đường trên mà gặp elite đi rừng nó lên nó cam thì cũng hơi hơi phiền đấy anh em ơi Warwick đánh bằng tốc hành cùng với dịch chuyển và nếu như Warwick không có được áp lực đầu trận tốt thì kêu của sao có thể sẽ kêu lên rất là khỏe đây là một con tướng rõ ràng là sao đã đánh rất là nhiều ván đấu cho anh em xem là nó có khả năng lật kèo có khả năng gánh tim mà để kêu có được lợi thế sớm thì nó tăng tiền sức mạnh rất là khủng khiếp cấp một nâng e nhưng không biết là có đánh Odin in được hay không vì vũ đánh Odin in rất, đánh rất, đánh rất đánh là, đánh là đánh mạnh vũ cũng đánh Odin in bằng cái nhịp độ chết người và đối phương cũng có được khả năng trụ len với khả năng hút máu từ nội tại rất là tốt Nên là rất cần cái thề đốt để dứt điểm trong những tình huống Odin in tránh việc đối phương hút máu lại một pha cắm mắt ở cấp độ một rất là an toàn đến từ Chắc là xác định cũng không cần phải đẩy đường sớm và cũng không đẩy được nên là cắm mắt sớm để đép cái cấp độ 1 thôi. Wuwick khởi đầu bằng một cái khiên đau ran sau cho mong thì E đánh tay. Vừa tích nội tại vừa tích được cái nhiệt độ chết người. Tiếp tục E để giữ lại nhiệt độ chết người tuy nhiên thì Wuwick cũng không ôn in. Đánh tay giữ số nhịp độ tốt, 5 số nhịp độ, 6 số nhịp độ và on in luôn đến từ Sao cho mong với thiêu đốt. Đánh tay liên tục từ nhà đến trường, tốc biến đánh tay, đánh tay và đánh tay mà thôi. E giữ điểm solo kill. Solo kill dành cho Sao cho Mông với tình huống Giữ số nhịp độ cực kỳ tốt Từ một stack dùng E để Dùng đánh tay để giữ lại stack thứ hai Dùng E để giữ lại stack thứ ba Và sau đó dùng tốc biến để hit and run từ nhà đến trường Warwick đã bị solo kill và Tốc hành không cứu nổi Warwick đó là sức mạnh của kêu level 1 với năm số của nội tại cùng với nhiệt độ chết người và cả thiếu đốt anh em nhé Tuy nhiên cái tên này hơi khó rồi này, tên này mà Elise nên là hơi phiền Hay Karim cứu bạn ơi, cứu cái tên này bạn ơi đây sẽ là những khoảng thời gian rất khó khăn của một con kêu anh em nhé Con xe to này ăn được không nhờ Dùng E ăn được xe to rồi Nhưng vẫn đang là một tên lính khó Đang xem xem là Hecarim có hỗ trợ được hay không Chừng nào mà Hecarim đứng phía sau an toàn thì mới farm được anh em nhé Vì dừng đối phương là Elise thì đối phương sẽ bỏ ganh, bỏ farm để đi ganh vào rồi Né kén nhện được hay không làm chậm được Wick rồi Dính kén nhện và sau đó thì đang cố gắng rút lui về hướng của Hecarim Hecarim Karim la vào tấn công và sau cũng chỉ còn lại một chấm máu mà thôi, đẩy một pha e và bị dứt điểm bởi Elise. Nhưng có mạng dành cho Hecarim và Hecarim thậm chí có thể sẽ có được cú double kill. Nice, sir. một đội hai tốt reset thành công tân lính luôn. Bắt buộc phải đúng ping đúng 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 dừng đúng lên đúng anh em nhé. Còn đúng này đúng mà đúng dừng đúng không đúng lên đúng là chết đúng chay đúng luôn á. Với cái tân lính đúng đó đúng thì đúng 10 con Elis chắc phải đến 11 con nó lên top. Sau đó là một pha tốc biến quy nhưng mà rất tiếc sát thương không đủ đến từ Hecarim bị Zoe solo kill ở khu vực sông trên mất rồi. Căng ha đánh ở rank này các bạn thấy là xử lý cũng rất căng đến từ cả hai bên. Socjumon thì có được một mạng, hai điểm hỗ trợ và bị uh, mất tương đối nhiều chỉ số farm. Nhưng mà tân lính trước đó đã reset rồi anh em ạ. Nên nó sẽ đẩy ngược trở lại để Socjumon có thể farm an toàn cái tân này thôi cái quãng từ level 1 đến level 5 là cái quãng rất là khó khăn của kêu Level 6 thì ít nhất là còn tay dài để mà farm an toàn từ xa được Vì cái level 1 đã phải bung hai spell ra để solo QX rồi nên là Không còn tốc biến để có thể xử lý pha sau Một cách nó tốt hơn Chấp nhận câu chuyện lên bảng để giúp cho Hecarim có được hai mạng Và reset thành công tân lính thì tân này farm an toàn để lấy cấp độ 6 anh em nhé Tân xe to này chỉ đảm bảo cho Summon level 5 thôi nhưng mà quãng từ level 5 lên level 6 là một quãng mà con kêu này bắt buộc phải đánh cực kỳ nhùng. Tất nhiên là quốc phía bên kia thì cái áp lực trong việc băng trụ thì nó cũng không quá nhiều. Trừ khi đối phương lại tiếp tục kéo dừng lên. Tên này căng nhà, tên này xe to này là quốc kéo Elix lên ganh được nha. Mà chắc là dừng đối phương đang uh, mải pha mà chưa lên kịp rồi. Cố gắng xử lý lính dưới trụ đến từ cho Mong và xử lý rất tốt. Xe to thì sao? Chưa xe to rồi. Không còn QE để có thể mix đam tiếp tục nhấp nhà pha và giữ máu dọn lính để tránh một big wave anh em nhé mic đam để ăn lính dưới trụ luôn cấp độ 5 đã có dành cho sochi mông và đối phương không băng trụ thì đây là một tiền đề để hướng tới cấp độ 6 một cách an toàn và với tốc đánh đến từ giày cùng nộ thì khả năng tích số của nội tại hay là tích cái nhịp độ chết người cho những pha on nó cũng sẽ là tương đối nhanh và thiếu đốt cũng đã có lại dành cho sochi mông rồi Covid bắt đầu áp sát bóc được cái giáp cốt của sochi mông Phía bên kia thì đối phương chỉ có thêm một thanh trường kiếm thôi Đây là tơ lính xe to thứ ba Và tơ lính này thì nó sẽ là tơ lính lên level 6 Dành cho cả Sao lẫn cả Wubik nữa Đường giữa thì Hekarim đã ganh thành công vị trí của Zoe Có những dấu ping cảnh báo Wubik lao lên để gây sức ép Khiến Sao đang có thể bị mất đi con xe to Một pha trả sát thương tới từ Sao bị Wubik bật E giảm đam Cùng với đó là một pha không lát hết được xe to phía sau căn cái nhịp xe to lên cho hết rất là tốt tới từ Wick và Sotomon đang phải phục hồi từ kỹ năng W. Nhưng mà W thì nó hồi tương đối lâu và tốn tương đối nhiều mana. Sắp cấp độ 6 rồi anh em ơi, sắp sống rồi. Đẩy một pha queen lính từ xa và có cấp độ 6 chăng? Cấp độ 6 dành cho Sotomon trước so với Wick. Cánh dưới thì Hecarim đã có được một tình huống kiểm soát có giống người tố đầu tiên và Elise đang ở khu cánh trên. Tiếp tục spam W để hồi máu lại và chuẩn bị là elite lên top hay là liệu rằng mừng có pha được an toàn cái tên này hay không đây cấp độ 6 thì wick có một cú áp chế với khả năng phục hồi cũng tương đối khó chịu còn sao thì đang cố gắng đánh tay cấu rỉa cũng như tích số của nhiệt độ chết người thiếu đốt có chiêu cuối có đang liên tục có những pha đánh tay giữ số nhịp độ cùng với cấu rỉa wick phía bên kia nhưng chưa phải là một thời điểm mà sao cho được với khả năng phục hồi đến từ wick một con tướng có khả năng lật kèo cực kỳ tốt với khả năng hút máu lại từ quy hay là đánh tay hay là chiêu cuối cũng có hút máu nữa nhưng mà cấp độ 6 có thì các bạn thấy là sải tay dài giúp cho kêu của sao Mông đang farm cực kỳ ổn Wick thì liên tục có những pha nhấp nhả pha này không có mắt vật tổ để cắm vào trong bụi để Odin rồi tiếp tục đánh tay giữ số nhịp độ tốt đến từ sao Mông đẩy một pha quy làm chậm thiêu đốt đối phương quay ngược trở lại với cú chiêu cuối sao Mông còn chiêu cuối còn tốc biến nhưng hoảng sợ mất rồi chiêu cuối đổi chiêu cuối và đối phương mất máu cực nhiều sao ra có tốc biến lên để solo kêu đối phương hay không quyết định là đánh an toàn và Elis đã đổi mạng cùng với Hecarim ở đâu đó thì keo tốt là kèo một một rồi nhưng mất thiêu đốt liệu rằng có đam dứt điểm hay không đây nó vừa có giảm đam nó vừa có fear mà nó lại còn vừa có hút máu nữa với tốc đánh đến từ giờ cùng nộ thì sao cho mừng sẽ cố gắng để bào máu trụ trong tình huống tân lính có xe to nó tràn trụ như thế này Gúi thì đang nỗ lực để có thể lát hit và hút máu ngược trở lại một lớp khiên trụ dành cho kêu của sao một đòn đánh tay đổi lấy một hit từ trụ tiếp tục là những pha cấu rỉa của sao nhưng mà đam của kêu với chỉ một giây cùng độ nó chưa phải là một lượng đam sốc đủ lớn để sao có thể hướng tới tình huống băng trụ còn gowick thì nó vẫn đang tiếp tục hút máu lại Kiểu này không có giảm hồi máu thì khó giết gowick quá anh em à elite lên top rồi xin ra vừa đây đâu rồi ta quy làm chậm và sau đó thì lách được cú kén nhện bằng pha đi bộ không cần tới tốc biến Hekarim cùng với Sinra đã có mặt Nhưng mà Hekarim vừa có một pha dính bóng ngủ của Zoe Pha này hơi khó PK nha Không còn chiêu cuối nữa rồi anh em ơi Không còn thi đốt luôn đồ... Té 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 anh em ơi Té anh em ơi Cực kỳ khó để giết con Gwick này Bó tên ánh sáng cùng với một thanh dao găm Và đi bộ trở lại khu đường trên rất vội Mặc dù chưa hưu lại đầy đủ lượng máu Tuy nhiên sao chưa phải lên vội vì Đợt lính tiếp theo nó đã chuẩn bị tiếp cận trụ với con xe to rồi mà kêu thì rất cần đến kinh nghiệm từ các cái đợt lính để có thể tăng tiến sức mạnh theo cái level của con kêu này. Với con xe to nó tanh cho thì Mông vẫn còn lại một vài con lính ở đợt lính vừa rồi. Sau đó thì lát thì giới trụ rất là tốt với tốc đánh cực kỳ cao. Sát thương bắt đầu có thêm rồi đó Với một cái bó tên ánh sáng Tuy nhiên thì nó cũng không phải là một Thời điểm mà sau cho Mông có được lượng sát thương quá lớn Trước khả năng chống chịu tới từ Wick phía bên kia và đường trên đấy Phương vừa có một pha TP trở lại rồi bắt buộc phải đánh an toàn tơn này anh em nhé chưa có chiu cuối thì bắt buộc rút lui thôi mặc dù tơn lính đó là tơn lính xấu bị Wick đóng băng về nhà sạc máu sau đó lên lại khu đường trên trong lúc đang chờ hồi chưa chiu cuối cánh dưới đang có một thế trận ổn anh em nhé đây là một ván đấu đang có thế trận ổn ở tại khu cánh dưới bản đồ không đến mức gọi là quá fit còn Mừng thì chấp nhận câu chuyện là tăng tiến sức mạnh chậm hơn với những tình huống bỏ lính để di chuyển về và tránh những tình huống lên bảng đếm số không cần thiết Với tốc độ đánh hiện tại, Mừng đang có định ăn bãi người đá và thả diều rất là tốt bãi người đá sang phía bên kia bờ tường Ăn bãi quái rừng này thì hơi tốn tí thời gian nhưng mà không mất máu quá nhiều Và chờ Wubik đẩy lính vào thì mình sẽ có lính để farm thôi Gubic hướng tới một cái dìu tia mát nên là nó sẽ không đóng băng được lính lâu đâu anh em nhé. Ra đón con xe to đấy anh em ơi. Một con xe to tốt đến từ Sochamon. Tiếp tục đánh tay và cấu gì với sải tay dài hơn. Gubic phía bên kia bật E lao lên để reset way quạt từ nhà đến trường với lưu tăng tốc lên và sau đó thì thiêu đốt đẩy vào Wick tiêu cuối bỏ chạy sát thương là chưa đủ đến từ sau so cho một trong pha này thì phải Tho, thao, 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 pha bật e nhưng chưa kịp reset đòn đánh tay thì đối phương đã dùng chiêu cuối rút lui mất rồi Thế, thao, hay karim có mặt ở tại khu vực cánh trên và giải quyết được một con sâu hư không lượt hai có vẻ đối phương sẽ không cạnh tranh sâu với hay cho pha này có thêm ba sâu là một lượng sát thương cộng thêm rất là đáng kể để sao cho có thể đẩy lẻ với kêu anh em nhé pha vừa rồi thì chưa đủ đam để dứt điểm của Wick. Và cũng không đủ tầm để tốc biến đánh tay nữa Dừng đối phương này ở cánh dưới rồi Quyết định của mông là đẩy lui Wick Sau đó thì đóng băng farm tên này dưới trụ Chiêu cuối vẫn còn đến từ mông Còn Wick thì không hề có chiều cuối nữa Nên là không có áp lực đến từ đường chơi đối phương Thì cứ farm chiêu chiêu thôi anh em Đóng băng farm ha Cấp độ 9 đã có dành cho mông Với điểm cộng cuối cùng và kỹ năng quy Một kỹ năng vừa có làm chậm Vừa có trừ giáp kháng phép còn con Warwick này thì không còn chiêu cuối để áp lực sochomon nữa rồi nhưng mà để giết nó không phải là dễ không còn thiêu đốt đến từ sochomon chỉ có thể cấu gì ở như thế này mà thôi tiếp tục đánh tay hit and run thả diều w lấy tốc độ di chuyển và tiếp tục quạt đối phương từ nhà đến trường bỏ qua cả xe to để quạt tốc biến lên đẩy qe e đánh tay liên tục và sát thương sẽ là đủ mà thôi dùng e reset đó đánh tay và solo kill cho sochomon với tiếng bùng tốc biến Warwick không có tốc hành, không có chiêu cuối Và bị quạt từ nhà đến trường chết bởi một con kêu Mặc dù sát thương lúc này các bạn thấy là nó không nhiều đâu nhưng với tốc đánh cao thì nó cứ giả dích giả dích theo thời gian và đủ sát thương để dứt điểm được vị trí Warwick. Tiếp tục có thêm lợi thế dành cho Sao Trâm đang di chuyển từ khu đường giữa lên Sao đã có được khiến trụ thứ hai. Nhưng mà mít dừng đối phương lên thì té thôi anh em à. Những cái pha di chuyển như này của Duy là chắc chắn nó bị lủng đường giữa này anh em này. Xin ra sẽ có được lợi thế đẩy đường vào và khai thác khiên trụ ở khu đường giữa. Hoặc có thể suy nghĩ đến câu chuyện là Ramming xuống khu đường dưới. Còn Sao thì đã đủ tiền có được cái móc diệt rồi. Móc diệt cùng với lượng tốc đánh hiện tại Nó có khả năng kích hoạt nội tại của móc diệt liên tục Thì đam để có thể làm khó của Đã có rồi anh em nhé Chuẩn bị có được cấp độ 11 nữa Sẽ là một cấp độ giúp Tôi cho có đó. được áp lực Đẩy đường tương đối mạnh và tốc độ tăng tiến của kêu ván này thì nó sẽ không thể nhanh bằng so với những cái ván đấu mình làm trước đó của Sashima đánh ở rank thấp. Tuy nhiên ván này đánh ở rank thách đấu, đánh ở rank cao nó vẫn đang là một thế trận tăng tiến sức mạnh rất ổn dành cho Sotomer Mà Wick tầm này là không thể kiểm soát được con kia nữa rồi anh em nhé Không có đủ áp lực mặc dù đã kéo dừng lên không ít lần Tuy nhiên thì uh, mới chỉ nằm xuống đúng một mạng duy nhất Là cái mạng mà đổi được tới hai mạng cho Hecarim Và Hecarim xanh thì ganh xuống cánh dưới cũng rất là hiệu quả Với thời điểm này thì Hecarim đại cao thủ đã có được 5 mạng hạ gục Vui thì thì tầm này chắc phải ôm trụ farm rồi anh em ạ Hoặc là phải kéo rừng lên với những cú chiêu cuối áp sát Con kêu đã không có tốc biến này Tiếp tục có thêm khiên trụ dành cho Sao cho mông với Lượng tiền tương đối ổn Để có thêm lựa trang bị on hit Ván này thì sẽ chơi theo thiên hướng Móc diệt của với cuồng đao ha Đối phương lao vào với trì phản kích Sao cho Mông đang cố gắng rút lui với W nhưng bị hoảng sợ rồi Truy phản kích giúp cho Gwick có một nhịp làm chậm rất là khó chịu Còn đường giữa thì Zoe đã bị Hecarim solo kill Tầm này thì rừng cũng khỏe rồi anh em ơi Mít rừng rất ok anh em nhé Nhưng mà vừa nói xong thì Hecarim đã bị xoay ra dứt điểm Gwick tiếp tục có một pha phản kích làm chậm Sau đó lao vào hoảng sợ Sau đó rút lui Cấu rỉa cực kỳ khó chịu tới từ Gwick Sau thì chưa có nhiều hút máu Và khả năng phục hồi đấy Tên w như mình đã nói Thì nó là một kỹ năng vừa hồi chiêu lâu Vừa có được vừa bị tốn nhiều năng lượng nữa nhưng cấp độ 11 đã có dành cho kê của sao cho đối phương ôn in với cú áp chế tung chiêu cuối cố gắng rút lui và trả sát tương ngược trở lại nhưng mà không đủ tốc độ di chuyển để áp sát đổi chiêu cuối lẫn nhau đến từ cả hai bên và với năm stack nội tại sao cho mừng đã reset thành công tân lính trước khi rút lui té thôi anh em ơi khó chịu phết ạ à. cái chỉ phản kích của Wick nó đang giúp cho nó có những pha chơi hit ngắn hạn cực kỳ tốt một pha W lao lên và sau đó thì đối phương all in đẩy thiêu đốt vào và sau đó thì đối phương solo kill sao cho luôn ạ. À. Khó chịu thật sự. Pha này về là ngon rồi, Hecarim lấy gỡ mạng được hay không đây? Không được, chỉ là đón lính thôi vì không còn chu cuối đến từ Hecarim nữa. Nó cứ phản kích lao vào cắn quy sau đó nó bật E, nó hoảng sợ nó đi ra. Mà cái nhịp hoảng sợ đi ra của Wix nó nó khiến sao cho không thể trả sức thương được ấy. Và chỉ cần hai lần chơi hit ngắn hạn thành công đến từ Wix thôi là sao cho mừng đã lên bảng đếm số luôn rồi. Ở lần thứ ba nó Odin chết luôn rồi anh em <laughs> Trước khi nó có cái chỉ phản kích là sao cho mong win chơi nha Nhưng mà sau khi nó có chỉ phản kích xong nó cứ phản kích đi bộ và nó cắn quy đánh tay sau đó nó hoảng sợ đi ra Khăn giải thuật á, khăn giải thuật bị thọt đau lắm anh em ạ Vẫn là một thanh quốc chim để bổ sung thêm sát thương cũng như là hướng tới cuồng đao ở món trang bị thứ hai nào để xem những cái chỉ số hiện tại của sân mừng nào ngọc à, ok ngọc cho anh em tham khảo nhịp độ chết người đắc thắng hiện tại tốc đánh và cho trận cuối cùng mặc phụ lấy giáp cốt và lan tràn 222 hai hai cây đi farm thì thua con wick tầm vài chỉ số farm thôi không quá đáng kể nhưng mà khi không có tốc bí không có chiêu cuối thì việc solo với wick cũng là tương đối khó khăn đối phương đã có giày thép gai rồi anh em nhé đối phương vừa đẩy thành công một đợt lính sau đó rút lui còn sau thì đang đón lính và farm an toàn trong lúc không có chiêu cuối không có tốc biến như thế này Hecarim vừa có một pha tiếp cận với chiêu cuối cực kỳ đẹp cùng đường dưới và Seraphine và saya gãy ngay lập tức với cú đáp một kill dành cho tristana cánh dưới đã rất ổn anh em nhé di chuyển vào nhặt cái bùa đỏ của hecarim sau đó lên lại khu đường trên thôi để xem xem là với bùa đỏ với tốc biến chuẩn bị hồi lại cùng với chiêu cuối thì liệu rằng sao có đủ khả năng đi đường cùng với con wick cái kèo một một này hay không nhưng mà Heka vừa đánh xuống cánh dưới nên là cánh trên thì đồng đội đang ping sao cho mong là đánh an toàn cái tên này thôi anh em ơi. Đang trong thời điểm phải đánh cánh yếu nha anh em nhé. Mà chắc chắn là con kia là lúc này nó không thể cân hai được, nó không có đủ khả năng để cân hai. Heka Dream ganh thành công khu đường dưới và có thêm một con rồng nguyên tố nữa. Rất ổn rồi. Quy làm chậm đối phương và sau đó đánh tay được hai đòn. Cấu rỉa nhẹ nhẹ với bùa đỏ đối phương thì đang cố gắng hút máu lại sau cho mong bắt đầu quạt những lượng sát thương rất lớn như đối phương áp chế không biết có dừng ở đây hay không đối phương truy phản kích và sau cho mong chắc là phải dùng chuông cuối thôi nhưng mà dùng chuông cuối xong lại bị hoảng sợ đấy anh em thấy không khó chịu thật sự elite tiếp cận và sau cho mong bắt buộc phải rút lui rồi hay Kerry chắc là chưa lên cánh trên kịp mất máu nhiều quá có lẽ sẽ cố gắng giữ lại cái ly và tốc biến thải quy làm chậm đối phương đối phương hoảng sợ được hay không đây đối phương hoảng sợ và hút máu lại sau cho yếu nhưng warwick cũng đi với tình huống mất tốc hành và đó là tình huống đổi một vết một không thể chờ thêm Hecarim lên được khu đường trên nữa và Warwick đã <laughs> có quyết định đổi mạng cùng với Scharmer đường dưới có trụ dành cho Saya đổi mạng và có được 300 tiền nhưng chưa đủ tiền để hướng tới cuồng đao ở món trang bị tiếp theo đến từ Scharmer Boss thì đối phương vừa ăn trụ và đẩy một tật lính cực kỳ cao Sako support tiếp cận nhưng mà không có nhiều CC lắm kèm một một là con Wick nó nó nó, nó không ba đấy anh em nhé nhưng mà một hồi đánh nó vẫn cực kỳ khó chịu sau khi có cái gì phản kích cánh dưới vừa có một pha đổi mạng giữa tristana cùng với Elise và cùng xem xem là pha đổi mạng này thì Wick sẽ mang ra ừ. cái gì đây rồi sao support đi luôn rồi chiều cuối của sao vẫn còn tới 40 giây hồi anh em ạ còn con của nó dùng chiêu cuối áp sát thì uh, nó cực kỳ khó chịu với cái chỉ phản kích. Đối phương lên rất là nhiều máu anh em ạ. Với một cái mũi khoan ở đồ thứ hai thì chắc là Wick có thể hướng tới kiểu giáo thiên ly để gia tăng thêm khả năng phục hồi. Còn tên này không có tốc biến, không có chiêu cuối sao cho mừng đang rất ngại việc phải đối mặt 1-1 với con Wick phía bên kia. Nó có khả năng đã hồi chiêu cuối rồi nên là đánh an toàn thôi anh em nhé. cố gắng hướng tới ngưỡng sức mạnh là cuồng đao ở món trang bị thứ hai cũng như có lẽ phải chờ thêm cả cái tốc biến hồi lại thì mới sẵn sàng ô đi một một được vì quick nó vẫn có được áp lực rất là lớn với khả năng áp sát đến từ chiều cuối <laughs> farm ha nếu mà không có hay cover thì farm thôi anh em không không đánh láo được dù sao thì ngưỡng sức mạnh cũng sẽ đến ở thời điểm cấp độ 16 nên ưu tiên việc farm an toàn thôi. Còn giết đối phương thì uh, ván này không có nhiều lợi thế tới cái mức mà đè đối phương ra giết liên tục. Chu cuối có lại Woic nhấp nhả liên tục vào bụi cỏ. Đánh tay nhấp nhả liên tục tới từ Woic, đối phương quạt chỉ phản kích W lấy tốc độ di chuyển và đối phương cắn quy rút lui rồi. Pha đẩy quy làm chậm đến từ Socho và bắt đầu quạt rất đau, đối phương quay ngược trở lại với cú chu cuối Socho còn chiêu cuối có cần dùng hay không? Dùng chiêu cuối trong lúc bị hoảng sợ và không có đủ sát thương dứt điểm đến từ Socho nhưng mà đây là tình huống của Wix đã hết tài nguyên và Sochomong sẽ có được trụ đường trên với tình huống Winchay này. Ok, Winchay anh em ơi. Có trụ đường trên cho Sochomong luôn rồi. 20 phút đã giải quyết xong được trụ đường trên đối phương Wix bắt đầu có định áp sát làm chậm thành công đến từ Sochomong. Đối phương hồi máu lại, đối phương hoảng sợ và Sochomong liệu rằng có đủ sát tương dứt điểm hay không đây? Đủ sát tương dứt điểm trước khi đối phương hút máu lại. Solo kill dành cho kill của Sochomong. Suýt chút nữa là đi đối phương dứt điểm rồi nhưng đây tình huống chắc là đi rồi anh em ơi. Elise tốc biến lên cắn với kiếm tay ương. Vẫn ổn anh em nhé một đổi một với và lấy được tốc biến của Elise phía bên kia tristana dậm nhảy tên lửa và bắt được một con elis đang không còn tốc biến nhưng mà đối phương lại chuyển dạng kén nhận tốt sau đó thì tristana có về được hay không đây có vẻ là ồ oh, về được anh em à một phát chiều cuối kết hợp cực kỳ tốt giữa tristana cùng với hộp hề của sako và người nằm xuống đó là vị trí của saya như vậy là saya lên để chết thuê cho Elise còn đường dưới thì xin ra còn chiêu cuối nếu mà Zui đánh láo dính quét tan cái yếu lúc này là rất dễ bị on shot bởi con Sinra còn cái bùng nổ sức mạnh như thế này có trụ hai đường dưới dành cho Sinra còn sao cho đã có được một cái cuồng đao ở món trận bị thứ hai bắt đầu suy nghĩ cái câu chuyện lên kháng phép được rồi quét tan cái yếu tới từ Sinra dính bóng ngủ không có thanh tẩy có thanh tẩy mà tốc biến W này thì không biết nó có đủ đam hay không đâu ơi một pha QR vẫn đủ đam tới từ Sinra đang có một pha ăn Baron đến từ team sao mừng và đã ăn thành công baron với một lực kinh nghiệm lớn dành cho con kêu này giao tranh ngay sau đó diễn ra thì sako đã có mạng của seraphin và liệu là có thêm ai không đây sao mừng đã có mặt nhưng mà chưa có chiêu cuối đang cố gắng hỗ trợ sát thương và wick đang rút lui chung với elite nhưng mà không còn tốc biến đến từ elite nữa mạng dành cho sao mừng rồi Wick cũng đi với mạng dành cho Sako và đó là tổng cộng 4 mạng hạ gục. Đổi lấy 2. 2 đổi 4 và có được Baron buff dành cho Mừng. Cũng như Baron là một lượng kinh nghiệm không hề nhỏ dành cho con kêu để nó có thể hướng tới cấp độ 16 15 cấp độ sau 22 phút <laughs> Khỏe rồi anh em ạ <cười> <cười> Mà cái tầm đối phương lên bản đếm số như thế này thì cứ đẩy cao một đường sau đó thì cướp rừng nữa Thì tốc độ lên cấp độ 16 của sau trong ván này là tương đối nhanh anh em nhé Sức sát thương đến từ hai trang bị lớn cùng với ba sâu hư không mà chưa đủ sức để có thể ăn được trụ hai đường trên với pha di chuyển hỗ trợ phòng ngự đến từ Seraphine quyết định lên một cái khăn giải thuật ở đầu thứ ba đến từ Sachamon để hướng tới khả năng giải hữu không chế tới từ những pha áp chế hay là những pha bóng ngủ hay là những tình huống choáng kén nhện và cả khúc ca lan tỏa của Seraphine đã rất nhiều CC anh em ạ và cái khăn này mình nghĩ lên chủ yếu để đánh kèm một một của cái con Gwick thôi Gwick nó sẽ có hai cái CC tới từ hoảng sợ và cả áp chế nữa Còn sát thương thì đã quá nhiều rồi Chuẩn bị có cấp độ 16 Và cũng Có được hai trang bị gây sát thương Đó là cuồng đa của móc diệt hai trang bị hướng là đánh cực kỳ nhiều sát thương Gubic đã có được cái bóng vuốt ở đầu 2 Chứ không phải là một cái giáo thiết ly Đối phương áp sát với tình huống làm chậm đến từ trùy phản kích Đối phương uh, hoảng sợ Và sau chung băng tung luôn chung cuối quạt ngược trở lại Đối phương cũng phải chung cuối chạy và Wick là người mất máu nhiều hơn với tình huống đổi chu cuối này một pha mất máu nhiều mà Wick có lẽ sẽ phải bỏ trụ hai đường trên để chạy lấy thân mà thôi trụ hai bảy trăm dành cho Sachemon ok nếu cùng xem đấu ba sẽ lên cái gì anh em nhé sidra bị bắt lại sau cú bóng ngủ và lên bảng đếm số chung với Sako rồi té thôi xong trụ hai đường trên xong trách nhiệm rồi cứ đổi chiêu cuối như vậy thì uh, sẽ có được lợi thế chơi rất là tốt Tuy nhiên thì chiêu cuối ok nó là chiêu cuối hồi cũng không phải là nhanh. Thì trong khoảng thời gian không có chiêu cuối thì đánh an toàn. Elise đi đâu thế này? Elise có định băng trụ vị trí của Tristana và sau đó thì bị sao di chuyển ra đánh úp một máu và Elise chết rồi tốc biến đến từ sao cho và bụi cỏ không có tầm nhìn nhưng mà dính nghịch sao của Zoe về lên bảng. Bóng ngủ trúng nhưng mà rồi hết sát thương và đó là mạng dành cho Tristana. Đổi mạng rất ổn và lại có được đủ lượng tiền để hướng tới một cái đao tím ở đầu thứ ba. Vừa lấy kháng phép vừa lấy thêm một trang bị có hiệu ứng đòn đánh dành cho kêu của Sartreman. Và vì cánh dưới ván này đánh cũng rất là tốt Nên là không phải là một ván đấu phải áp lực cánh tim một v 9 hay là Một cái đấu quá khó Đao tím luôn rồi anh em ơi ba đồ on hit Có khăn giải thuật và đồng đội cũng đang mang lại những lợi thế liên tục ở tại khu vực cánh dưới bản đồ với tổng cộng là ba con rồng nguyên tố và xin ra thì coi chừng nha con wick này nó rất khó chịu nha xin ra thì có một cái áo choàng đến từ dây chuyền chữ thập nó rất là tự tin đẩy cao khu đường trên Tuy nhiên thì uh, liệu rằng có bị Warwick solo kill hay không đây Truy phản kích tới từ Warwick Bóc được cái dây chuyển chữ thập rồi Sau đó thì làm như thế nào đây Đối phương cắn quy vào và Sinra ra mất quét tan kỳ yếu ạ Cứu, cứu Có người lên cứu đó là Sako cùng với Hekarim Và đó là một pha chiêu cuối bùng nổ sức mạnh Để Sinra ra có mạng của Warwick phía bên kia Với một con Warwick không có nhiều kháng phép Còn xin ra thì đã có được mũ phù thủy Sau sát thương rất mạnh với một con Sinra ra cũng đã là 25 phút rồi Xin ra đường trên thì sau cho sẽ xuống đường dưới đẩy lẻ anh em nhé và cùng xem xem là cánh đẩy lẻ của Sochimo lúc này với một con kia cấp độ 16 thì cái áp lực của nó sẽ đến đâu và liệu rằng có được những tình huống cân hai hay là solo 11 được với con Zoe phía bên kia hay không. Với khăn này đánh với hay đánh với Zoe đều ok anh em ạ. Đánh với Zoe thì né được cái bóng ngủ còn đánh với Wewick thì né được cái áp chế hoặc là cái hoảng sợ. Chỉ là để giết đối phương thì uh, Cũng không phải là dễ vì không còn tốc biến nữa Nhưng mà để chết thì mình nghĩ là khó chết á. Bởi vì là vừa có khăn vừa có chú cuối mà Đối phương đang phải co cụ phòng ngự khu đứng trên Trong lúc đó thì Sao bắt đầu tiếp cận trụ 3 Với một con kêu có cực kỳ nhiều tốc đánh 2.38 tốc đánh và đang quạt liên tục vào cái trụ này của Wick đã xuất hiện để có thể phòng ngự nhưng Wick sẽ cần phải dè chừng lượng sát thương tới từ kêu của Sotomon đã cấp độ 16 và cũng như là ba đồ on hit Joey vừa xuống với pha bóng ngủ nó không quá áp lực tiếp tục đánh tay và đẩy đường tiếp Xayah cũng đang có mặt nhưng Google quyết định không tung chu cuối vào trong pha này và tất nhiên đối phương kéo xuống cánh dưới thì cánh trên đang có khoảng trống để đồng đội có thể tiếp cận trụ ba xin ra đẩy một pha chu cuối nhưng chưa đủ sát thương để lấy mạng của seraphine Elise tốc biến kén nhận trúng hay Karim còn chu cuối và tung chu cuối chạy sau khi mất đi cái móng vô nhưng mà dù tốc biến lên thì xin ra khó về rồi Tất nhiên đối phương kéo người lên cánh trên thì sao chúng mình lại có khoảng trống đường dưới để đẩy vào và một mình Warwick mình nghĩ là không đủ sức để có thể đép. Một mình Warwick là không đép nổi đâu anh em nhé. Đối phương có được mạng của Sinra làm yếu được Hecarim. Và quyết định đặt ra khu đường giữa để PK pha đổi mạng giữa Tristana cùng với Elise sao chúng mình đã có Mega và tiếp tục đẩy tiếp à. Đẩy tiếp hay đi PK đây quyết định giật về một nhịp để đi bắt con Zui trong khi đó thì Wick có một pha truy đuổi với tốc độ di chuyển từ nội tại và có được mạng hạ gục của Hecarim Zui thì đâu rồi? Zui đang cố gắng bỏ chạy rồi, cho mừng còn một cái khăn giải thuật đang cố gắng dí theo nhưng mà tốc độ di chuyển là tương đối thấp. Quyết định đánh tay và đánh tay e dứt điểm luôn Seraphine một pha di chuyển ra chết thuê đến từ Seraphine Không có tốc biến để truy đuổi Zui trong pha vừa rồi nhưng mà lại bắt được một con Seraphine Seraphine đã không ngờ rằng mình sẽ phải lên bảng với một pha Sốc sát thương tới từ kêu của Sachemung bằng những tình huống đánh tay và e reset đánh tay. Gowick xuất hiện, nhưng Gowick làm được gì Mông với cấp độ 17 đây? Một con kêu cấp độ 17 quá áp lực và Gowick bắt buộc phải bỏ bồ đỏ để rút lấy thân. Tiếp tục hack chỉ số farm với những bãi quái rừng và liệu rằng có ai xuống bắt Mông cùng với con Gowick này hay không chứ một mình con Gowick này là con kêu nó quạt luôn đấy anh em nhá. 2.300 tiền đang cầm trên người quyết định giật về để kiểm soát dòng nguyên tố đến từ sao cho mừng và nếu như có thêm linh hồn dòng nước nữa thì thôi rồi khỏe luôn đấy anh em ạ pha này thì Elise và saya đang bắt đầu di chuyển ra nhưng mà bị quét tan kiếu hai người elis mất máu rất nhiều và dính bùng nổ sức mạnh Elise chết với mạng cho tristana còn Syndra đã one shot thành công được saya mất rồng là cái chắc rồi con rồng này sao cho hoàn toàn có thể solo được vì rừng đối phương đã chơi bản đếm số còn đồng đội có thể suy nghĩ đến câu chuyện là di chuyển kiểm soát baron cánh trên thôi Linh hồn dòng nước luôn rồi anh em ơi 2007 tiền và liệu rằng có cần phải về nhà hay không đây Đồng đội đang đẩy thẳng vào khu đường giữa để hướng tới cái Mega tiếp theo Mega thì sao cho mình đã ăn rồi và được lính Ở đối phương đầu hàng luôn rồi anh em ơi Xác định là không thể đánh tiếp được rồi anh em nhé Có đánh tiếp cũng thua rồi à Vì con kêu đã đến cấp độ 17 mà lại còn Xanh như thế này nữa Thì có đánh tiếp cũng quá nấu no hốp đi Một ván đấu đụng độ cùng với một con Gwix rất là khó chịu khu đường trên nha cho mừng là người lít đam với khoảng chừng 26.000 sát thương, gần 1.000 đam per min. Và là một ván đấu không hề dễ dàng gì khi đối đầu cùng với một đúng con Gowick. Kèo này thì các bạn thấy là ở cấp độ 1 cho mừng đã có thể solo kill được Gowick rồi. Nhưng cái quãng thời gian lên sức mạnh của kêu thì nó gặp rất là nhiều những cái khó khăn khi mà dừng đối phương lên cam hay là Gowick khi mà nó có cái chuyện phản kích ấy các bạn. Nó tỏ ra cực kỳ khó chịu luôn. Nhưng vẫn có thể xử lý được ha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một giao án của Sao với con bài kêu kèo đấu gặp một cao thủ ở khu đường trên và cũng là một ván đấu mà Sao vẫn tăng tính sức mạnh rất là ổn ha. Hẹn gặp lại anh em ở giao án khác anh em nhá. Bye bye.